Nàng dâu bất hạnh. Năm 1965, tôi 18 tuổi, tham gia đoàn thanh niên, đến trú đóng tại khu vực Hoàng Dương, Mông Cổ. Trong thôn làng, gần đội chúng tôi có gia đình họ Phạm. Họ Phạm có một trưởng nam và một gái út. Phạm công tử lấy vợ người Thiểm Tây, cô này tên gì tôi cũng không nhớ rõ. Cô vốn một cô cha mẹ, trước đây ở với vợ chồng người Anh, tính tình hiền, rất đảm đang, ngay thẳng. Vợ chồng Phạm Lan tình cảm rất khăng khít, nhưng do kết hôn lâu rồi mà không có con, nên nàng dâu bị cô em chồng chưa xuất giá hợp cùng với bà mẹ chồng cư xử rất tệ. Họ hay chỉ mèo mắng chó, nói bóng nói gió, buông lời cay độc mỉa mai, ngụ ý nhà mình vô phước, rước nhầm cái thứ không biết đẻ. Họ thường ngược đãi, hành hạ nàng dâu, cho ăn toàn đồ thừa, Tết đến cũng không cho may y phục mới. Nhưng cô dâu này hiền lành chất phác, chưa từng cãi lại. Cô nhẫn chịu rất giỏi, mọi hành hạ cay độc. Mấy năm sau, cô em chồng sắp xuất giá, bà mẹ chồng cay nghiệt bảo nàng dâu: "Mày là cái thứ xui xẻo, cấm mày không được tham dự hôn lễ con gái tao nghe chưa?" Bà chì chiết lăng nhục mãi, khiến nàng dâu rất buồn tủi. Cuối cùng hết chịu nổi, nàng phẫn uất, uống thuốc độc tự vẫn, rồi từ trong phòng mình bò ra ngoài, đến trước cửa phòng mẹ chồng thì tắt hơi. Mẹ chồng nàng thấy vậy sợ quá, vội đi tìm một bà phù thủy nhờ trấn ếm giùm. Mụ đồng nói nàng dâu này là hạng tiểu nhân, nhập liệm xong thì phải dùng đinh sắt to dài đóng vào tay chân nàng ta và lấy đá nhét vào miệng, đè lên ngực để trấn yểm, khiến nàng vĩnh viễn không thể ngóc dậy quay về. Nếu không, toàn gia sẽ bị quấy rối. Bà mẹ chồng liền đi đặt thợ rèn, làm nhiều đinh sắt thật to, dài, rồi cho đóng vào thi thể nàng dâu. Sau đó, lấy đá nhét vào miệng và đè lên ngực nàng, rồi đem thay vùi xuống đất. Khi vợ chồng anh nàng tới thăm, cha hỏi vì sao em gái mình chết. Nhà họ Phạm giải thích vòng vo, không ngớt miệt thị nàng dâu là hạng gái hư hèn. Vợ chồng anh nàng do học ít, cũng không hiểu biết chi nhiều, nên đành cam chịu. Nhà họ Phạm bồi thường cho họ chút tiền, rồi đuổi về. Tục ngữ nói, lộ khiến bất bình, đại gia đạp. Có nghĩa là giữa đường gặp chuyện bất bình, người chung quanh cùng hợp sức ra tay. Người lân cận chung quanh sau khi biết chuyện, liền tìm tới Phạm gia, đề nghị nhất định phải cho người chết một đáp án ổn thỏa, không thể để nàng ra đi bất minh, oan khuất như vậy. Phạm gia túng lý, đành phải để láng giềng đem chồng người chết tới bệnh viện lớn khám. Kết quả, anh chồng này bị chứng không có tinh trùng, do vậy mà không thể có con. Xem như nàng dâu bị mắng oan, chết thảm, hoàn toàn không rõ cớ sự này. Mấy ngày sau, bà già và ông ba chồng đột nhiên đồng bị bán thân bớt toại. Ông liệt bên tả, bà liệt bên hữu, còn lão thợ rèn kia đêm nào cũng không ngủ được. Lão than với mọi người: "Tôi nào cũng có một nữ nhân đứng xõa tóc nơi nhà tôi, khua đập chén bát sầm." Lão biết là do mình ngu si, góp phần làm việc thất đức, đáng xấu hổ với lương tâm, bèn lui về quê ở Hồ Nam. Không bao lâu thì nghe tin lão lên núi đốn cây, bị té chết. Cô em chồng tên Kim trước đây thân thể cường tráng, ăn rất khỏe. Một hôm đột nhiên bỏ ăn uống, đi bác sĩ khám thì mới hay mình bị ung bú thời kỳ cuối. Mấy ngày sau thì lăn ra chết. Cô con gái chết rồi, hai ông bà già bán thân bất toại. Sau đó như một chuyến về quê thăm ba mẹ, giữa đường họ bị xe tông chết. Người chồng của nàng dâu bất hạnh, sau khi hiểu rõ mọi ngọn nguồn tạo thành bi kịch hôm nay, anh hối hận vì mình không đi kiểm tra sớm. Thế là anh ra trước mộ vợ, khóc lóc, nói lời xin lỗi, cho đào thay nàng lên gỡ hết đinh và đá ra, thay y phục mới cho nàng. Sau này, nhà họ Phạm chỉ còn duy nhất một mình anh. Phần bà phù thủy thế nào thì tôi không rõ, do nhà láng giềng này ở gần đoàn, nên tôi chỉ biết bấy nhiêu. Nhưng chắc chắn bà phù thủy sẽ nhận lãnh quả báo mà bà đáng phải nhận. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.